Xin chào bạn, hôm nay là Lý Ca Sa Thuấn Đức, chúng tôi xin giới thiệu bạn cái hai cái hộp đựng xà phòng Q821 và Q811. Tôi sẽ giới thiệu cái Q811 trước ha. Cái hai cái bình này là bình đều bình xà phòng đơn và có kích thước là dung tích là 350 ml ha. Đây là cái hộp phía ngoài của cái hộp đựng xà phòng. Ta sẽ có đinh ốc vít để lắp đặt ha. Đây là cái trong của cái bình xịt này. Bình xịt này thì tôi nhìn qua là nó sẽ là nhựa màu trắng nha. Nhựa màu trắng và hơi nhám nhám một xíu. Trên đây logo Casa. Ở đây thì nó sẽ có cái lỗ để chúng ta có thể quan sát được cái mực xà phòng ở trong đây. Chúng tôi sẽ tiến hành tháo. Đây là có cái cốt nối đây. Thì cái này nó đang gắn vào tường ấy, chúng ta sẽ tháo chắc sẽ dễ hơn ha. Chúng ta sẽ chọc một cái thanh đây cho nó xuống nha. Rồi, cái cách chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ châm bằng cách châm cái xà phòng vô đây. Sau khi xong thì chúng ta sẽ lắp lại thôi. Đây là cái bình xịt xà phòng 811. Đây chúng ta sẽ qua cái bình xịt xà phòng 812 ha. 821 tôi xin lỗi. Cái này nó cũng sẽ có. À tôi không để ý là đây nó có cái đồ để chúng ta có thể nhấn mở ra để bỏ xà phòng vào. Đây. Đây là bình 821. Thì cái bình 821 này nó khác. Đầu tiên là tôi thấy là cái chất liệu nó là bóng, nhựa bóng. Có nghĩa tùy chúng ta thiết kế cái vị trí nó như nào. Và cái đây nó sẽ có cái vạch hiển thị xà phòng nằm phía ngoài đây. Nước xà phòng ha. Logo Casa. Nút ấn ha. Và đây cái vị trí chúng ta muốn mở ra thì nó lại là nằm ở phía trên đây. Chúng ta ra lùi ha. Chúng ta sẽ châm cái xà phòng vô đây. Dung tích hai bình này thì là như nhau nha bạn. Còn chúng ta muốn nhiều hơn thì theo tôi thì chúng ta sẽ lắp 2 hoặc 3 bình kế nhau như này đó. Đây chúng ta sẽ nhìn lại hai cái mẫu này, nó khác với nhau về thiết kế một xíu. Bên đây là trắng mờ ha, đây trắng bóng đó. Chúng ta có thể lắp nhiều bình xà phòng gần nhau cùng một loại thì là cái hay nhất đó. Thì hiện tại cái mẫu này đang được cung cấp ở đại lý Casa Thuấn Đức tôi. Quý khách cần mua có thể liên lạc tôi theo số thoại cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán và hàng trên website tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.